Và tính năng tiếp theo là cái tính năng nhập mã ID khẩn cấp. Đó, như đời trước ấy, anh em muốn nhập mã ID khẩn cấp thì anh em phải tháo mặt nạ ra nhá, thì anh em mới đăng nhập được. Thì đời này thì nó không phải, anh em không phải tháo mặt nạ hoặc là bất cứ một cái gì đây. Thế anh em muốn nhập cái mã ID này vào. Đó, đi đâu chơi xa mà mang một cái remote mà không may nó bị thất lạc đi, thì anh em dùng cái mã ID này anh em lưu trong điện thoại, thì anh em giữ liệt vào đây 5 giây cho em này. Đó, 5 giây nhá. Xong thả ra. Đây. Thôi thả ra này, dí vào. Nó kêu một tích một cái như thế là bắt đầu nhận ID. Số đầu tiên là số 0. Số 0 anh em không cần phải dí nhá. Đó, kêu một cái xong đến số 3 là dí 3 lần. 1 2 3. Lại chờ nó kêu cái tít một cái. Nếu anh em đăng nhập đúng nói nó sẽ kêu tít tít hai tiếng như thế thì anh em có thể vặn đi về bình thường. Đấy, rất là hay nha anh em. Rồi, xin chào anh em, lại là em Tám Thợ Khóa đây. Thì hôm nay giới thiệu cho anh cái bộ khóa Smart Key 2022 nha anh em. Đó, hai nút tích hợp bao gồm hai chìa và hai ID. Đó, hàng mới tinh nha anh em. Đó, thì em review qua cái bộ dây điện của bên em nhá, thì là có cốt cắm đối đầu hết nhá. Đó, anh em tháo ra thì có sinh nhan trái, sinh nhan phải đều có rắc cắm đối đầu này. Đó, và cái rắc điện này, rắc điện thì có cao su chống nước này. Đó, sinh nhan phải, sinh nhan trái đều có hai rắc đối đầu này, cốt mát này. Và dây lên bảo mật lớp 2. Bảo mật lớp 2 như nào thì cái bộ 2022 này ấy thì chỉ có bộ 2022 này mới có thôi anh em nhé. Bộ 3 nút của 2021 đổ về trước ấy thì chắc chắn nó sẽ không có khi anh em độ thêm. Đó, thì hôm nay em sẽ làm cái tính năng là bảo mật hai lớp cho anh em. Đó, khi anh em đánh chân chống cạnh mà anh em không vặn núm khóa về ấy thì nó sẽ chìa rời đi ra xa 2m nó sẽ không nổ được máy nữa. Rồi, ok, thì em sẽ lắp vào dàn áo xong và em sẽ review tính năng cho anh em xem nhá. Rồi, ok, xong em vừa lắp xong cái dàn áo cho con SHMO nha anh em. Đấy, SHMO từ 2013-14. Rồi, thì em test tính năng. Test tính năng thì nó hoạt động nó cũng tương tự như bộ 3 nút đời 2021 đổ về trước thôi nha anh em. Đó, thì đầu tiên anh em muốn tìm xe này thì anh em bật chống rắc trước này. Đó, con này là hai nút tích hợp tình 1 nhá. Đó, thì giờ đụng vào xe này. Đó, bật chống rắc lên nó sẽ kêu, nhảy 4 sinh nhan mà nó kêu nha anh em. Rồi, anh em muốn tắt đi này, tắt tạm thời này. Đó, thì 3 giây sau nó lại kích hoạt lại này. Đó, ok, thế nó lại kích hoạt lại, có người đụng vào xe nó lại kêu này. Rồi, ok, anh em muốn tắt luôn đi ấy, thì anh em dí vào núm khóa một cái đấy, nó kêu lên một cái hoặc bạn lên on xong tắt đi là được nhá. Còn đây là tìm xe này. Đó, anh em chụp bật chống rắc trước xong rồi anh em mới tìm xe được đây. Đó, tìm xe nó sẽ kêu 2 tiếng. Rồi, còn đây là on off. On off thì màu xanh màu đỏ nó như bộ 3 nốt đời cũ thôi. Đây. Đấy, đỏ sang xanh sang đỏ, nếu mà đỏ thì là không dí vào núm khóa, không tác dụng này. Đó, anh em đi chìa nào bật chìa lên sang màu xanh. Rồi, ok, đeo vào ngược hoặc bỏ túi xách, cứ di chuyển lại gần xe, dí vào nó kêu lên một tiếng, vặn lên on. Con xe có điện ở trên đồng hồ đấy, và có đèn sáng xanh nhá. Rồi, ok, khóa cổ bình thường này. Rồi, và tính năng rất là hay trên cái bộ này là anh em nổ máy xong anh em đánh nhân chống cạnh xuống đây, em xem nổ máy cho anh em xem này. Rồi, anh bóp phanh hộ em. Rồi, anh em nổ máy như này đúng không? Rồi, anh em về đến nhà anh em đánh cái chân chống cạnh này xuống đây, đánh cái chân chống cạnh này xuống nha. Đó, thì xe tắt máy. Anh em vô tình mà anh em quên không tắt cái núm khóa này về ấy, bản từ 2021 đổ về trước ấy mà anh em độ bản độ nhá, chứ không nói bản zin. Cái bản độ mà anh em quên không tắt núm này thì người ta có gạt chân trống lên, người ta mình cầm cái chìa remote đi ra xa mà người ta có thể gạt chân trống lên, người ta đi bình thường luôn. Đó, đấy là đời trước. Thì đời này nó đã fix lại thì rất là hay. Đây, em phải cầm cái remote này này. Anh để lên cái trên nóc tủ lạnh của em. Đó. Đấy, ra ngoài 2m. Ra ngoài 2m thì em sẽ gạt chân trống lên xem là anh em xem là nó có nổ máy được không nhá. Đây, gạt chân trống lên này. Đây. Rồi. Anh bóp hộ em cái phanh. Đây. Sẽ không nổ được máy nha anh em, chìa đi rời xa.
2m, quá 2m là sẽ không nổ được máy nữa. Đó, anh em để thoải mái luôn. Rồi, anh với em hộ em cái chìa. Đó. Đây, nhà bác chủ xe bác cầm cái remote lại gần này. Đấy anh em này, bóp phanh này. Đấy, lại nổ máy được. Đấy, tính năng chìa rời xa. Mà khi chìa xin đúng khóa đang off, đang on thì anh em sẽ không nổ được máy nhá. Rất là hay, bộ này rất là hay. Và tính năng tiếp theo là cái tính năng nhập mã ID khẩn cấp. Đó. Như đời trước ấy, anh em muốn nhập mã ID khẩn cấp thì anh em phải tháo mặt nạ ra nhá. Thì anh em mới đăng nhập được. Thì đời này thì nó không phải, anh em không phải tháo mặt nạ hoặc là bất cứ một cái gì đây. Thì anh em muốn nhập cái mã ID này vào. Đó, đi đâu chơi xa mà mang một cái remote mà không may nó bị thất lạc đi thì anh em dùng cái mã ID này, anh em lưu trong điện thoại thì anh em giữ liệt vào đây 5 giây cho em này. Đó, 5 giây nhá. Xong thả ra. Đây. Thôi thả ra này, dí vào. Nó kêu một tích một cái như thế là bắt đầu nhận ID. Số đầu tiên nó số 0. Số 0 anh em không cần phải dí nhá. Đó, kêu một cái xong đến số 3 là dí 3 lần. 1, 2, 3. Lại chờ nó kêu cái tít một cái. Rồi, ok, số 9 dí 9 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, rất là hay nha anh em. Số 7 dí 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số 3 dí 3 lần, 1, 2, 3. Rồi số 1, 1. Đó, anh em cứ lần lượt dí hết 9 số này cho em là được. Số 2 anh em dí vào 2 lần, 1, 2. Số 2 tiếp theo, 1, 2. Số cuối cùng là số 0, anh em không cần phải dí nhá, chờ nó trôi qua luôn. Kêu cái tít một cái, nếu anh em đăng nhập đúng nói nó sẽ kêu tít tít hai tiếng như thế thì anh em có thể vặn đi về bình thường. Đấy, rất là hay nha anh em. Đấy. So thêm hai tính năng hơn cái đời 2021 đổ về trước ấy, rất là hay. Đấy, anh em đi đâu chơi xa mà anh em không có tu vít hoặc là bất cứ như đời trước anh em phải tháo mặt nạ ra thì anh em làm rất là phức tạp nhá. Ok, bộ này thì đang khuyến mại mà nó bản có hai chìa nha anh em. Đó, anh em có cần nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại 0912 826 444. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.